Nước trong thì không có cá, nhưng mà cầu thủ cao quá thì ai mà chơi lại. Người ta hay quan niệm đá bóng thì đá bằng chân. Chiều cao thì cũng là một điểm cộng đấy, nhưng cao quá thì lại hóa tù. Về mặt lý thuyết nghe có vẻ đúng đấy, nhưng mà vẫn có những cầu thủ sở hữu một thân hình đồ sộ. Họ vẫn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao, thậm chí là trở thành một trong những cầu thủ hữu dụng nhất. Chiều cao càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Dù chạy không nhanh như là cơn bão, nhưng chắc cũng đạt tới mức áp thấp nhiệt đới. Vậy đâu sẽ là top 5 những cầu thủ cao trên 2m đang thống trị tại FIFA Online 4? Hãy cùng tìm hiểu nha. Trước khi bắt đầu, xin cảm ơn và chúc mừng huấn luyện viên đã nhận được gói khởi động tháng 7 vì đã đóng góp những chủ đề cực kỳ bổ ích cho series top 5 lần này. Có vẻ như là đội bóng tân thành Newcastle đang áp dụng rất chính xác công thức trong game FIFA Online 4 ra ngoài đời thật. Mua thật nhiều cầu thủ tuyến trên để rồi cân lương với một thủ môn chất lượng. Và để nói đến thủ môn cân lương ngon nghẻ thì đâu ai mà dám so sánh với Nick Pope. Với chiều cao 2m1, Nick Pope khiến bạn cảm giác như Newcastle đang muốn xây một tòa nhà chọc trời ngay giữa sân vận động. Để mô tả cho lối chơi của anh ấy, hãy nói rằng Nick Pope giống như một bức tường vạn lý trưởng thành. Với độ dẻo dai của một vũ công ba lê chuyên nghiệp, anh có thể thoải mái nhảy múa trong vòng cấm với bất kỳ nền nhạc nào. Bên cạnh chiều cao còn cao hơn cả cửa nhà của tôi, thì Nick Pope còn có một sải tay dài nhất cả cái nách. Một lần anh sải tay ra là coi như bao hàm nguyên cả khu vực khung thành. Đa số các thủ môn trong game hiện tại đều chỉ dựa vào khả năng phản xạ đơn thuần để cản phá bóng, kiểu như là đợi bóng tới thì mới cản. Nhưng đối với Nick Pope, anh lại chơi game với một đẳng cấp rất khác. Đó là một trò chơi chiến thuật. Hầu hết tất cả các mùa thẻ của Nick Pope, anh ấy đều biết cách đặt mình đúng vị trí, phân tích các góc bắn của đối thủ và làm những động tác xuất thần để ngăn chặn những cú sút hiểm hóc. Đặc biệt là anh sẽ luôn chủ động cản phá những pha tạt bóng, thậm chí là chủ động hơn cả với cách bạn tỏ tình với Crush. Tuy nhiên, nếu như ông hoàng nhạc pop cản phá ảo ma Canada bao nhiêu thì khả năng chuyền bóng của anh lại lờ mao bấy nhiêu. Nếu ví chuyền bóng như là bệnh lý thì Nick Pope sẽ được chuẩn đoán là bị chấn thương chỉnh hình vì anh rất hay bị trạch khớp. Thế nên Nick Pope sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo nếu anh em chỉ cần một thủ môn dạng cổ điển, chỉ cần không cho bóng bay vào lưới và dùng kung fu để đấm bóng càng xa cầu môn càng tốt. Trước khi đến với tòa tháp tiếp theo, mặc dù là một cầu thủ khá lâu kỳ, ít tên tuổi, nhưng mà anh chàng này có một sự thật khá thú vị, đó là từng chơi bóng cùng với Đoàn Văn Hậu tại Hà Lan. Xin giới thiệu với anh em Hen Vierman. Chắc là nhiều bạn không rõ dòng họ, lai lịch hay là sơ yếu lý lịch của cầu thủ này. Vậy thì để tôi giới thiệu nhé. Hen Vierman thuộc nền văn minh Hà Lan Bay. Sinh ngày 26 tháng 2 năm 1991, anh được biết đến với vai trò tiền đạo cắm và hiện đang chơi cho câu lạc bộ Heerenveen ở giải đấu cao nhất của Hà Lan. Với số đo rất ra dáng của một vận động viên bóng rổ, cao 2m1, nặng 90kg, nghe kiểu như là vận động viên bóng rổ chơi bóng đá vậy. Nói về tổng quan thì anh trai người Hà Lan này tranh chấp khá tốt, tất nhiên là không xuất sắc như là Rô Béo, Hulit, nhưng mà cũng được học sinh giỏi đấy. Gọi anh là thợ xây nhà vì anh làm tường rất tín, bàn bật ổn áp trong cự ly ngắn. Anh em nào mà thích chơi phối hợp trong vòng cấm thì Vierman là một sự lựa chọn không tồi. Đương nhiên, với chiều cao cùng thân hình khổng lồ, gọi anh là ghế vì đánh đầu không phải bàn. Sức mạnh không quân của Vierman có thể được so sánh với những cường quốc cũng được, mà anh đánh đầu thì không phải kiểu nhẹ nhàng đâu nhá. Anh phải đè đầu, cưỡi cổ trung vệ mới ác cơ. Tâng bốc anh thế là đủ rồi, giờ là tới phần chê này. Vierman có khi kỹ thuật còn thua cả bạn ngoài đời nữa. Có mỗi 2 sao kỹ thuật, ngoại trừ khả năng đánh đầu ra thì chân sút khá chấn bé đủ. Sút DD, CD trong vòng cấm thì ok, chứ bắt anh bắn xa thì lại bắn chim đấy. Với thân hình khổng lồ như thế kia thì xác định tốc độ của anh chỉ làm bạn với ốc sên nhá. Anh em nào mà muốn trải nghiệm anh thì cũng khá đơn giản. Anh chỉ có đúng 2 mùa thẻ góp mặt tại Evo 4. Anh em nên dùng thử qua mùa RTN, chứ mùa Live thì để tấu hài, cân lương thì được. Nếu giờ mà tôi bảo anh em có một ông thủ môn lương thấp, chất lượng còn cao hơn cả vận động viên bóng chuyền, sải tay dài, bắt bóng dính như keo mà lại ít ai biết tới, thì chắc là anh em đang nghĩ Pressing Time tôi đang nói điêu chiếc căn piêu. Vì vậy, tôi xin được giới thiệu, đó chính là Lovren Kalinic. Lovren Kalinic là một thủ môn người Croatia. Sinh ngày 3 tháng 4 năm 1990, anh đã có một sự nghiệp trung bình khá khi đã từng chơi ở Aston Villa và giờ thì đang thi đấu ở giải trong nước. Sở hữu chiều cao 2m01 cùng cân nặng 96kg, anh sẵn sàng cản phá bất kỳ đường bóng nào hướng về cầu môn. Người khổng lồ Serbia bắt sút xa rất chuẩn, khi dùng thấy khá an tâm ở những pha sút xa hoặc cự ly trung bình, đôi khi còn bắt trọn cả bóng nữa cơ. Do chiều cao tốt nên bắt bóng bổng rất dính, đặc biệt ở các pha bóng cố định như là phạt góc hay là đá phạt. Bernard thêm cả 2 chỉ số ẩn, thủ môn quét và thủ môn cản phá bóng. Có Kalinic trong tay, anh em cứ yên tâm là sẽ luôn có một thủ môn đạt điểm 8 trở lên. Bình thường tần suất anh cản được khoảng từ 4 cho đến 5 pha một trận. Những lúc xuất thần, anh có thể cản được 10 pha là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Nghe thì cứ như thủ môn quốc dân ấy nhỉ, nhưng cũng không đến mức quốc dân vậy đâu. Do người to nên Kalinic lao ra những pha đối mặt khá chậm. Phát bóng với ném bóng xa thì coi như biếu không cho đội bạn một đường lên bóng. Sải tay dài nhưng bắt ZD chỉ ở mức chấp nhận được, đôi khi dính ZD. Anh chỉ bay người làm nền cho vui thôi.
Bất kỳ ai đang tìm kiếm một thủ môn trong đội hình và cần sự ổn định thì có thể tham khảo qua Kalinic của mùa BWC, BOE và Lai nhé. Đảm bảo một suất bắt chính trong khung gỗ cho anh em luôn. Nãy giờ toàn nói về thủ môn và tiền đạo trên 2m nhỉ. Giờ chúng ta sẽ đổi gió một chút, nói về một cầu thủ cũng có thân hình đồ sộ nhưng lại rất linh hoạt, có thể vừa nhảy trên nền nhạc của tiền đạo, vừa nhảy được trên nền nhạc của tiền vệ. Cầu thủ người Áo, Saša Kalajic. Tiểu sử của Kalajic không chỉ là một người khổng lồ trên sân cỏ với chiều cao 2m mà còn là một câu chuyện về sự nỗ lực và phát triển không ngừng. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình ở một câu lạc bộ nhỏ tại Áo và sau đó gia nhập Stuttgart ở giải Bundesliga. Lối chơi của Kalajic không chỉ dựa vào chiều cao của mình mà anh còn có kỹ thuật điều khiển bóng và khả năng dứt điểm trong vòng cấm rất chính xác. Anh có thể tạo ra sự đe dọa trong vòng cấm ở trên không. Các thủ môn đội bạn thường phải đau đầu, đau tay với việc cản phá những cú đánh đầu mạnh mẽ và những cú dứt điểm nhạy bén của Kalajic. Để cản phá Kalajic, cầu thủ đội bạn luôn phải tìm cách bắt nhịp, họ phải nhảy cao hơn, phóng tay và chống đẩy một cách oai hùng. Nhưng đôi khi dường như có cảm giác là đang cố gắng đánh đầu với một tòa nhà, cầm bóng khá chắc và dứt điểm trong vòng cấm khá sắc. Tuy nhiên, Kalajic lại không giỏi sút xa, đặc biệt khi chân của anh ở mức 3-5. Hầu hết các pha dứt điểm và chuyền bóng đều phải thông qua cái chân phải. Với thân hình như vậy, anh chạy cũng không quá nhanh. Anh em có thể cân nhắc với Kalajic về như là một quân bài dự bị chiến lược. Lúc cần lối chơi bóng bổng, Takadada thì chắc chắn cầu thủ người Croatia sẽ là một mối đe dọa vô cùng lớn trên không trung. Việt Nam thì có Landmark 81, Malaysia thì có tòa tháp đôi, Dubai thì có Burj Khalifa. Thì nước Anh cũng tự hào khi có một tòa tháp hùng vĩ. Đúng rồi, chúng ta sẽ nói về Peter Crouch, xứ vườn của bóng đá. Tiểu sử của Peter Crouch là một cuộc phiêu lưu đáng chú ý trong thế giới bóng đá. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình tại Tottenham Hotspur, sau đó thi đấu cho nhiều câu lạc bộ nổi tiếng như Liverpool, Portsmouth và Stoke City. Crouch đã có một sự nghiệp thành công và giành được nhiều danh hiệu hơn cả câu lạc bộ đầu tiên của mình. Dưới bầu trời xanh của sân cỏ, Peter Crouch nổi lên như là một cái cột tiên với chiều cao 2m01, khiến người khác phải ngước nhìn. Nhưng đừng lo, anh ta không phải là một cột đá vô tri vô giác trên sân, mà là một cầu thủ bóng đá với những màn trình diễn cực kỳ điêu luyện. Trong lịch sử của bóng đá Anh, Peter Crouch có lẽ là ông vua không chiến. Cao tới 2m thì đương nhiên điểm mạnh nhất của Crouch phải là đánh đầu. Đánh đầu 10 quả thì an tâm là quả nào cũng hiểm. Đôi khi anh chỉ cần đứng yên đánh đầu cũng có thể bấm đê để ăn mừng. Không chỉ chơi bằng đầu, anh dứt điểm bằng chân thì cũng phải so sánh được với CR7 đấy. Sút cực mạnh, cực hiểm và rất khó cản phá. Mỗi tội là chỉ sút được cái chân phải. Dù anh cao nhưng tôi lại rất mê cách anh chuyền, khá mượt và chuẩn ở các cự ly gần và trung bình. Làm tường trong vòng cấm thì hết nước chấm. Về mặt tiền đạo cắm thì anh rất ngon, nhưng để làm tiền đạo toàn diện thì anh rất tiếc. Cao quá cũng khổ, anh di chuyển khá cồng kềnh, chậm chạp, nói chung là nhìn khá tù. Chạy chỗ thì thông minh đấy, nhưng mà chạy tới nơi thì cũng hơi lâu. Nói tóm lại, Crouch đánh đầu, không chiến, chạy chỗ, sút, làm tường, sở hữu team color khá ngon, nhưng bù lại thì tốc độ rất tù. Anh em nên cân nhắc những điểm mạnh yếu này để sử dụng huyền thoại xếu vườn một cách tối ưu nhất nhé. Vừa qua là top 5 cầu thủ cao kèo đáng sử dụng nhất trong FIFA Online 4. Anh em có thấy ông anh nào cao to mà còn ngon hơn 5 ông này nữa không? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Mùa thẻ 23 TOTS đã chính thức cập bến. Số tiếp theo mà làm về các con hàng quốc dân của mùa thẻ nóng hổi đó thì cũng hơi thường nhỉ. Hay là mình sẽ đổi gió, tìm hiểu đâu là những cặp đôi hủy diệt nhất của mùa thẻ Team of the Season này. Hãy cùng chờ đợi nhé anh em. Và cũng đừng quên để lại chủ đề mà mình muốn thực hiện ở các số top 5 tiếp theo. Những ý kiến đóng góp hay sẽ có cơ hội được lên sóng vào các số tuần sau và nhận về những phần quà hấp dẫn từ FIFA Online 4 đấy nhé.